Rồi. Rồi, thêm mấy kim giữ không cả nhà. Rồi. Đó thì mấy mấy đứa hiền hiền thì ở đằng trước, ở sân ở đằng trước, còn mà mấy đứa mà lì lì thì cho ra làm sao hết. Như bất hợp hả má? Nó hiền vậy chứ nó xảy ra cái nó đi quan sớm là cắn gà. Đó thì cho đằng sau luôn. Cái sân này mới mưa nãy còn ướt ướt nè. Rồi lá rụng tùm lum chưa quét nữa. Thì nãy cho mấy kem đi chơi, không phải mà không cho mấy kem mà rủ dàn kem với Hồng Ngọc đi chơi, mà mở cửa kêu Hồng Ngọc với dàn kem vô, cái mấy kem phóng ra phải ẩm về, đứng đứng ở ngoài eo eo vậy đó, không không chịu vô, phải đi chơi lắm hả, nhớ lại kỷ niệm xưa lắm hả. Biểu ơi, rồi rồi ở đâu đây, đây cưng Mỹ Kim nhất luôn đó, cưng Mỹ Kim nhất luôn đó, Hồng Ngọc cưng nhì thôi à. Làm gì nguyên bầy súp súp ở đây chi vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cần tiếu không? Làm gì vậy? Ê, cắn áo hả? Đánh vừa đó. Đánh vừa hả? Đánh vừa vừa đó. Mấy kia mà nhìn các em chơi vui vẻ. Đứng em ơi. Giờ đứa nào cũng ngoan hết á. Đứa nào cũng ngoan hết á. Lì lắm. Nó thì còn sói nằm đây nè. À, tôi nựng Mỹ Kim chút coi làm gì mà cứ là sàn ràng chàng ràng trước trước mặt à cả nhà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tiếu rồi rồi gãy ngứa cho nè. Tới Hồng Ngọc lại nữa đó.
Rồi nhai kìa. Ai chơi chơi thằng kia ngủ à, con em ở cái nằm nhìn Ngọc Trai ngủ à, còn Cẩm Thạch thì mặc áo hồng hồng đi vòng vòng chơi à, còn Nhật Tân thì mặc áo xanh xanh là đi lang thang nghiên cứu địa hình. Ở à, mới nói đi vòng vòng về nằm rồi hả, lẽ ngủ vậy ta, mỏi chân này hả cơ. Đây mình có cái hồ nước để tưới cây rồi cả nhà. Đó thì có nuôi cá nữa nè, cá bảy màu. Cái hồ kia bị xì rồi, nó mình hốt cá rồi mình nuôi nè. Buổi sáng vui vẻ. Ăn uống xong nằm nghỉ, không có một tiếng động luôn cả nhà. Mình nuôi mà mấy chục đứa luôn mà không có tiếng động luôn á. Chừng nào mà tới chiều à, tới chiều đói là bắt đầu có dữ lắm. Rằng ăn trong vòng 10 phút à, không ăn lâu. Ăn tốc độ rồi bắt đầu cái ngủ. Nằm giỡn chút xíu cái im re tiếp. Đây Nhật Tân. Đó Nhật Tân mặt trời mới đó. Mỹ Kim thì phái đi chơi mà để mình dắt Mỹ Kim đeo cái đai lưng vô dắt đi chơi. Mỹ Kim thì phái ra ngoài đường nghiên cứu ra ngoài đường. Thôi xin dừng video ở đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Đó, thì cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm mình một like cả nhà. Đó, thì thằng cuốn mình đứa nhỏ thì hay đùa giỡn, còn mấy đứa lớn như mẹ mặt Mỹ Kim thì ít giỡn hơn, nhưng mà còn cái ông dàn kem thì hay nịnh không tiếu. Đó, thì gấu lúc này cũng nịnh mất trước nịnh rồi, còn sói thì nó nằm tại chân nó còn yếu á, nó nằm. Thì mà hôm nay mình thấy sói nó cũng khỏe từ từ rồi, chân nó chấm chấm đất được rồi. Thôi xin chào cả nhà, xem nhớ chia sẻ video và bấm mình một like để kênh mình duy trì và phát triển. Thôi xin chào, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Các bạn nuôi, các bạn thả tung tăng vậy nè, thì các bé nó mới khỏe được. Các bạn đừng có nhốt một chỗ, cơ tay cơ chân nó yếu lại á, nó lâu lâu các bạn phải thả ngày 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Nó thì chân nó vận động chứ đừng có nhốt vô cái chuồng mà có 1 mét vuông là thua, chân muốn nó teo cơ lại nó bị dở lắm, đi không được đó cả nhà. Thôi xin chào.